Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Trung Quốc Pro, let's go. Các bạn dị vào anh chàng này. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Ice Cream 2. Let's go. Bỏ cái cửa sổ ra. Wow. Ông này bắn kem. Wow, nhưng mà ông ta lại bắt cóc một cô bạn của mình. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới và tìm cách để giải cứu cô ta thoát khỏi ông ta. Cô ta đang bị cô bạn mình thì đang bị nhốt ở trong một cái lồng sắt ở trong xe. Stop. Let's go. Không có gì ở đây. Tiếp tục nào. Không có gì. Đã buộc mình phải đi sang bên này rồi. Thank you.
Let's go. Tiếp tục thùng rác thứ hai. Ok đây rồi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. You okay? Ta không biết đã xuống dưới chưa? Hai ông ta vẫn đang trên đây. Rồi, mình sẽ đi ngồi đường lại. Chui sang một căn phòng. Rất là tối luôn. Let's go. Không biết ông ta đi đâu rồi. Tiếng chân thì có vẻ rất gần. Cafus. Ta chắc đang ở tiếp bên kia. Jay, help me out of here. Xin cho đi.
say, help Cinema. Ok, mình sẽ dừng tao ra đây. Rồi, ông ta đã thắp hương. Oh my god. Thế thì mình lại cho ông tăng hơ thôi. Ok. Rồi đi nào. Jay, help me. Ok. Ở đây là chiếc chìa khóa để giải cứu cô gái này. Thoát khỏi ông ta. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái tiếp theo. Roblox. Let's go. Oh my god. Một anh chàng đã bị tiêu diệt rồi. Mình phải đi xung quanh đây đã. Kiếm chỗ để chạy. Ok. Hôm nay cũng hay đùa mình thật. Chúng ta chán nè rồi. Đó, các bạn chỉ cần chui xung quanh đây thì chúng ta sẽ không làm gì được các bạn. Ok, cứ để cho bạn bè kia của mình đi mở khóa các thứ thôi.
Nó cứ như thế thôi. Ông ta chán nè mình rồi. Đó, sau đó thì các bạn sẽ đi tìm để mở khóa. Oh my god. Thôi rồi, chết rồi. Rất là khôn, rất là thông minh. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. Senandrina, hai đây. Let's go. Rồi, bắt đầu mình sẽ vào trong một căn nhà như thế này. Một căn nhà bỏ hoang và có một con ma. Không có gì đâu. Ok, vào thôi. Let's go. Đi sang căn phòng tiếp theo. Cái này cần phải có chìa khóa cơ thì mới vào được. Wow. Xuống đây nào. Oh man. Yeah. Oh my gosh. Xuống đây xem. Oh my gosh. Oh, let's go. I see you. Và các bạn cứ tìm tiếp thôi. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 5. Granny Chapter 2. Let's go. Ok, mở cánh cửa ra. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng. Đây không có gì. Ông hớ đây rồi. Mình cho ông hớ này đi cùng mình.
Ok, súng điện đây rồi. Đây chiếc chìa khóa để các bạn vào trong ngôi nhà này, trong căn phòng này. So let's go. Cả cái này ra nào. I see you. Một bình ga, bình xăng. Ok, xuống đây xem nào. Gosh. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái tiếp theo. Slenderina, The School. Đây là bóng ma trong trường học. Ok. Let's go. Món đồ đầu tiên, đã nhìn thấy luôn. Không có luôn, mình sẽ sang phòng tiếp theo. Wow. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi sang nơi khác. Truy tìm tiếp. Sang dãy bên này nào. Oh my gosh. Wow. Oh my gosh. Còn lại phát nữa chết. Bây giờ mình phải tìm cả
máu thôi. Đây rồi. Lại đây thôi. Rồi khi hết là tầng 1, các bạn sẽ vào lên trên tầng 2 và tìm tiếp. Và khi tìm đủ thì các bạn sẽ xuống tầng dưới cùng. Các bạn bắt đầu lắp những cái ống này vào để chạy điện và mở cánh cửa ra và chạy thoát khỏi ngôi trường học bỏ hoang này. Không có gì, không có gì. Tiếp tục vào sang vòng tiếp theo. Ok. Ồ, phòng ăn. Xem có gì ở phòng ăn này không. Cũng không gì ngoài mỗi một chiếc chìa khóa thôi. Rồi ok, phòng tiếp theo. Đó, các bạn cứ đi xung quanh từng căn phòng một, sau đó tìm tất cả là 8 món đồ. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Big Eye, tàu ở Chapter 1, Chapter 11. Let's go. Chân xin lịch. Ok. Anh chàng này đang leo mình. Xem có gì trong này không. Mình sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa, sau đó sẽ mở những tất cả những cánh cửa ra. Ở đây thì phần này mình đang chọn là phần dễ. Còn nếu phần khó thì thứ nhất là anh ta nè rất là nhanh. Thứ hai là các bạn sẽ chỉ có trong vòng 10 phút thôi. Thì bộ mình các bạn không bao giờ làm được. Let's go. Không gì đây. Chưa thấy manh mối một chiếc chìa khóa nào. Hay là mình phải sang đường bên kia. Chắc ở bên cửa này rồi. Chuẩn luôn. Lên trên tầng. Chiếc chìa khóa màu vàng. Anh ta đang ở bên kia. Chiếc chìa khóa màu xanh. Mở chìa khóa màu xanh trước. Rồi mình sẽ dùng anh ta ra đây. Các bạn có thể đi một vòng, hoặc các bạn có thể lừa anh ta và chạy trước mặt anh ta. Rồi sau đó các bạn hãy lên lấy chìa khóa tiếp. Rồi let's go. Rồi đi được vòng rồi. Oh, đây là màu cam. Wow. Mình đang cầm là màu cam. Oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo.
Cafe Ice, Cafe Easy Ice Cream, Shop Tochu. So let's go. Chúng ta đang coi cái này. Chạy nhanh. Đi ra rồi. Remember. Okay. Tường của ta hả chứ? Rồi ok. Và bây giờ thì sẽ là tựa game Big Guy Shutter Chuyện Tàu 1. Ok, mở cánh cửa nào. Tiếp tục mở tiếp. Frank. Một tấm gỗ. Ồ, bà ta đang ở trên này. Thôi rồi, mình sẽ giữ bà ta. Oh my gosh. Let's go. Wow. Đi được vòng đây thôi. So, ok. Wow, mình vừa đi qua bà ta mà may sao bà ta không ở gần. Chứ có đấy ở gần là mình chết ngay. Lấy nhanh chiếc chìa khóa này được rồi, chuồn đi. Oh my gosh. You okay? Oh my gosh, wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game Granny Chapter 1.
Let's go. Có cái bán súng này. Mình sẽ đặt cái này đây. Đâu rồi? Để đây đi. Do you want to play hide and seek? Oh my god, chưa kịp chạy sang thì bà ta đã lên rồi. Wow. Big guy, bóc 2, chapter 1. Let's go. Lại cần một chiếc kéo. Rồi đi vào đây xem. Chiếc chìa khóa màu tím này. Màu xanh này. Đó các bạn cứ đi xung quanh, sau đó thì mở những cái cửa ra. Ở đây mình nhớ có một chỗ là có một hộp két màu tím. Đây rồi. Quay cây, ok. Đó các bạn cứ đi xong rồi tìm hết chìa khóa rồi mở ra và lấy những món đồ và cần thiết, sau đó thì thoát khỏi nơi này. So, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary here. Bước 1 là gì đây? Wow. Thú thật thôi.
có 3 mốt. Mốt 1 là như thế này. Mốt 2 là các bạn đi đánh nhau. Và mốt 3 là các bạn sẽ gặp một con scary here. Một con Siren here. Rồi quay ngược lại nào. Cứ đi thẳng thôi. Anh chàng này 13 người rồi. 14 người rồi. Mình sẽ tiêu diệt anh ta. Ồ, anh chàng này 6 người. Tiêu diệt luôn. Rồi, 1-2. Start game. Oh my gosh, điều khiển cái này rất là khoai luôn. Các bạn phải ấn đúng chỗ, nếu mà ấn vào những cái gỗ thì nó sẽ không chạy được. Rồi, tiêu diệt luôn cả hai. Rồi tiêu diệt anh chàng này. Sau đó sẽ bị phát hiện. Ok. Tổng tấn công. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.